tình hình là các siêu đầu bếp của chúng ta đang là trốn rồi anh Tiến ơi, nó để anh em làm không à, nó trốn rồi đó. Đầu bếp lại chìm. Anh Tiến đang hỏi chủ nhà đâu rồi, thấy toàn là bếp phụ á. Tiến ơi, cái nồi đâu đây để quay vô cái nồi đó. Nhìn chưa? Tiến đang ở Hải Phòng. Làm nguyên con dê luôn anh Tiến ơi, hoành tráng lắm. À, ăn trước khi bão tới. Luôn
Tiến hỏi có phải có anh Quyền không? Không có anh Quyền ở đây đâu. Dạ anh không, chị ơi, chị đang xem nè. Anh đừng có chửi bậy nha, đang livestream nha. Thank you.
mua cháo mua gì về chứ, kêu anh mua cho cái 1-2 cái gấp đá đấy, cái đồ gấp đá. Rồi rồi.